Thưa quý vị, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước phát hành vé xe buýt điện tử bằng cách quét mã QR code. Thông qua chương trình quản lý thông tin và cung cấp dịch vụ, tiện ích cho khách hàng đi xe buýt trên ứng dụng DataBus, người dân có thể mua vé trực tuyến, từ đó có thể thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi, góp phần trong công cuộc xây dựng chương trình chuyển đổi số của Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên, tuyến buýt R16 ngày càng có nhiều hành khách sử dụng vé điện tử QR code như thế này. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại có kết nối 3G hoặc 4G, hành khách có thể mua vé xe buýt trực tuyến trên ứng dụng DataBus và sử dụng trên tất cả các tuyến xe buýt trong thành phố. Khi mà mình cầm chiếc điện thoại trên tay ấy, thì mình chỉ cần đưa cái mã ra thì có anh nhân viên thu vé, anh ấy sẽ quét trợ giúp cho bọn mình và em sẽ không bị đánh rơi hay là lạc mất cái thẻ đấy. Mã QR code sử dụng cho xe buýt thì nó tiện lợi hơn nhiều so với giấy, thì mình khỏi bị mất mát về vé khi mà mình sử dụng trên mã QR, mình khỏi phải mua vé giấy để mình bảo vệ môi trường. Hiện ứng dụng đăng ký vé xe buýt QR code triển khai trên app DataBus trên 5 tuyến xe buýt trợ giá. Hành khách mua vé có thể thanh toán trực tuyến VNPay, ví điện tử Momo, mang lại tiện ích cho người dân. Ứng dụng DataBus này cũng cho phép mua vé và in vé mã QR code ra giấy để đi xe. Khi mà sử dụng vé QR code thì chỉ cần việc ở nhà và thực hiện thao tác thanh toán, chứ không cần phải đến các ủy ban phường hay các địa điểm bán vé để mua vé. Và khi mà sử dụng QR code thì không cần phải mang theo thẻ như bình thường. Chỉ cần là cái điện thoại của các bạn là có kết nối internet và có tài khoản thanh toán của ngân hàng là có thể mua được. Thì đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai mà vé QR code thì mang lại cho cái người sử dụng. Thứ hai nữa là tức là khi chuyển đổi số thì tất cả những gì mà qua công nghệ số nó đều là tiện ích cho người dân sử dụng. Cho nên là chúng tôi là triển khai rất là quyết tâm và bám sát cái tiến độ để mà chúng ta triển khai đến cho người dân nhanh nhất. Trung bình mỗi năm có khoảng 1 triệu lượt hành khách di chuyển bằng xe buýt. Hiện Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu Giao thông và Vận tải Công cộng đang tiếp tục nâng cấp phần mềm, cập nhật đầy đủ thông tin cho khách hàng đăng ký sử dụng trên tất cả 11 tuyến xe buýt trợ giá. Ứng dụng mã QR code trong phát hành vé điện tử góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt công cộng, hướng đến sự tiện lợi văn minh để người dân hưởng lợi dịch vụ từ chuyển đổi số.